Vậy là Surveybook 2 đã ra mắt được gần một năm kể từ ngày ra mắt vào tháng 10 năm 2017. Mặc dù mức giá vẫn còn khá cao, nhưng đây vẫn là một trong những sản phẩm được kỳ vọng bởi rất nhiều người quan tâm khi sở hữu cấu hình cực kỳ mạnh với thêm sự tùy chọn phiên bản 15 inch. Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 10 đã cận kề rồi và nhiều người cho rằng là Microsoft sẽ cho ra mắt mẫu Surveybook 3 theo chu kỳ vào tháng 10 hàng năm. Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán và ngày hôm nay hãy cùng với cả chúng mình tổng hợp những thông tin về Surveybook 3 với Survey Việt các bạn nhé! Đầu tiên về thời điểm ra mắt thì nếu theo chu kỳ tháng 10 tương tự như là Book 1 ra mắt vào tháng 10 năm 2016 hay là Book 2 ra mắt vào tháng 10 2017 thì Book 3 sẽ được ra mắt vào tháng 10 năm 2018, tức là năm nay. Như vậy là đã khá vội vàng khi mà doanh số của Surveybook 2 vẫn chưa thực sự tốt, cũng như là Microsoft thì cần phải đẩy mạnh truyền thông hơn nữa để Surveybook 2 tiếp cận được với đối tượng khách hàng. Nói về thiết kế thì Book 3 cũng vẫn mang cho mình những đặc trưng của Surveybook, ví dụ như là cơ bản thì nó đã khá là đẹp và tối giản rồi. Giờ thì những gì mà Microsoft cần phải làm chỉ là nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như làm cho chiếc máy của mình thú vị hơn nữa, chứ chưa cần phải thay đổi thiết kế quá vội. Máy vẫn sẽ có thiết kế 2-in-1 có thể tháo rời, giúp nó không chỉ đáp ứng được những nhu cầu giải trí mà còn có thể sử dụng ở một chiếc laptop thông thường. Ngoài ra thì Surveybook 3 cũng nên có thêm cổng Thunderbolt 3 thay vì chỉ dùng USB Type-C Gen 1 với tốc độ là 5GB. Thực tế, việc tích hợp Thunderbolt 3 sẽ giúp cho Surveybook 3 có thêm cơ hội nâng cao trải nghiệm người dùng khi mà có thể sử dụng thêm cổng eGPU thay vì chỉ giới hạn bởi các đồ họa bên trong máy với khả năng tản nhiệt có phần hạn chế. Cấu hình của Surveybook 2 thực sự hiện tại thì vẫn cực kỳ khủng với con chip i7-8650U 4x8 luồng xung nhịp lên tới 4.2GHz. Thêm vào đó thì cả đồ họa GTX 1060 8GB DDR5 16GB RAM. Với cấu hình này thì Book 2 thực sự ngang ngửa với một con mẫu laptop gaming tầm trung hiện nay trong một thân mình nhỏ gọn hơn rất nhiều. Vì thực tế thì con chip i7-8650U mạnh ngang ngửa với con chip i7-7700HQ. Tuy nhiên nếu nâng cấp lên con chip i5-8300H hoặc là nâng cấp cao hơn thì sẽ là một điều đáng mừng hơn nữa với những xung nhịp cao hơn nhiều. Phần đồ họa có lẽ là đã quá tuyệt vời nên chỉ cần thêm một phiên bản nâng cấp nhẹ. Tuy nhiên với RAM thì có lẽ là chúng ta cần phải có một bộ nhớ lớn hơn, có thể là 32GB RAM, nhưng cần chuẩn RAM DDR4 với bus RAM lớn từ 2.133MHz cho tới có thể là 2.400 thay vì chỉ dừng lại ở mức là LPDDR3-1866MHz như cũ. Sắp tới nội dung 4K sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Dell và HP cũng đã đều đi trước bằng việc là ra mắt những mẫu máy với màn hình 4K touch. Vậy tại sao lại không nếu Book 3 sẽ có một phiên bản đặc biệt với màn hình 15 inch, độ phân giải 4K với giải màu Adobe RGB lên đến 100%, điều mà Dell đã từng quảng cáo nhưng chỉ đạt được 90% đi thử nghiệm thực tế. Về mức giá thì Book 2 có nhỉnh hơn Book 1 một chút, ví dụ như là bản thường 13,5 inch thì giá khởi điểm đều là 14.994, tuy nhiên bản cao cấp nhất của 13,5 inch Book 2 có giá lên tới $2,999, cao hơn $300 so với Book 1. Tương tự bản 15 inch có giá khởi điểm nhỉnh hơn $100 so với bản Performance Book 1 là $2,499 thay vì $2,399, tuy nhiên lại có mức giá cao nhất bằng nhau là $3,299. Vậy nên nếu mà Surveybook 3 vẫn ra mắt với hai phiên bản là 13,5 inch và 15 inch thì mức giá sẽ không chênh lệch quá nhiều với Book 2. Bản 13 inch sẽ khoảng $1,499 đến $2,999, còn bản 15 inch sẽ được nâng cấp cấu hình theo mình nghĩ với giá dự kiến sẽ là $2,599 đến $3,299. Đó là tất cả những dự đoán cũng như thông tin Survey Việt nắm được về Surveybook 3. Mong rằng là khi máy ra mắt thì Survey Việt sẽ có trên tay sớm nhất để phục vụ các bạn nhé. Các bạn đã vừa xem xong video của Surface Việt. Và để tham khảo thêm những thông tin về sản phẩm Surface Book chính hãng sách tay uy tín với mức giá chỉ hơn 25 triệu đồng cùng với rất nhiều quà tặng hấp dẫn, hãy truy cập vào website surfacevietviet.vn hoặc gọi điện về số hotline 01234 821 988.